Mai Anh sau cú sốc hủy hôn đã về quê, có lẽ để thư thái một thời gian. Tuy nhiên, Hùng Lùn bất ngờ đến báo cho Mai Anh tin bố mẹ cô đã bị bắt. Chú phải đi lo việc đã. Cháu tự chăm sóc bản thân, Hùng Lùn nhắc nhở. Hùng Lùn đưa cho Mai Anh chiếc hộp trong đó không biết đựng món đồ gì nhưng bố Mai Anh dặn khi ông gặp vấn đề gì thì giao nó cho Mai Anh. Trước đó, bố mẹ Mai Anh đã đến Hà Nội để gặp gỡ gia đình thông gia tương lai. Tuy nhiên, cuộc gặp không thành bị lỡ dở vì bà Lan gặp vấn đề sức khỏe. Sau đó, bố mẹ Mai Anh có công việc quan trọng phải đi xử lý nên không thể ở lại thêm nữa. Cũng trong tập này, bà Lan gọi Phương tới nói chuyện. Cô chỉ muốn nói với cháu là Mai Anh là đứa bộp chộp, chứ không có tâm địa gì đâu. Việc gây tai nạn cho cháu đúng là không thể nào chấp nhận được. Cô muốn Mai Anh phải gặp cháu để xin lỗi. Mong cháu tha thứ cho nó nhé. Phương nói thật khi biết Mai Anh làm chuyện đó, cô đã rất sốc và suy nghĩ nhiều. Nhưng suy cho cùng, cô thấy Mai Anh đáng thương. Vì thế, Phương chỉ cần Mai Anh nhận ra lỗi của mình, chứ không cần phải cô ấy phải đến xin lỗi. Dù Phương đã nói vậy, bà Lan vẫn muốn việc nào đi việc nấy, Mai Anh phải đến xin lỗi Phương. Cũng trong tập 35 lên sóng tối 14 tháng 7, Mai Anh đau khổ sau khi bị hủy hôn. Cô tới viện dưỡng lão gặp bà Tâm, một người già nhầm cô là cháu gái. Thấy Mai Anh buồn, bà Tâm khuyên bảo, trong chuyện tình cảm, mình thích đối phương mà họ không thích mình là chuyện bình thường. Cháu phải mạnh dạn lên. Thích một người thì dễ nhưng để yêu một người đời này không có mấy đâu. Một cô gái tốt như cháu của bà chỉ có người mù người dở mới không nhận được ra thôi. Liệu Mai Anh sẽ làm gì khi cùng lúc gặp nhiều biến cố không vui? Diễn biến chi tiết tập 35 sẽ lên sóng 21 giờ hôm nay 14 tháng 7 trên VTV1. Mời quý vị chú ý đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.